trong một cái gia đình mà khó khăn vậy á, bắt nó phải mất hết cái tuổi thơ của nó. Nhiều khi mình nghĩ lại cũng đội nghiệp. Nhưng mà dù là khó khăn cỡ nào, Chúa chịu đựng được mà Chúa không bao giờ cho tụi nó thiếu thốn cái gì hết. Từ văn hóa đi học, nhưng mà không có rộng rãi như người khác như vậy thôi. Chú tập không cho nói chuyện, không được cười, chú nghiêm lắm. Nếu mà giỡn chơi một cái là phải những đụng đát đó phải làm cho nhiều lần nữa. Có lúc làm nó khóc, làm nhiều quá nó khóc, nó chỉ nghe thôi nó khóc. Nếu mà vậy thì ngày sau đừng có giỡn nữa. Tụi nó cũng vừa chắc vừa ghét chú, vừa sợ mà vừa cũng thương chú. Chú không bao giờ quýnh. Mà thậm chí nhiều khi chú phạt nó, chú phải tự phạt mình. Chú phải tự phạt mình, làm cho nó coi. Tới chừng á, thấy nó làm vậy rồi á, mình chỉ là nói thôi. Tại vì giữa tay cái này nước mắt nó chảy. Chú á. Ừ. Nhưng mà chú không bao giờ trước mặt tụi nó thấy chú mà chảy nước mắt hay là cái gì. Có thấy mỗi lần tập là thấy nó có hơi xấu cười. Thấy đau lắm. Cái bữa mới mà đạt được cái thì con coi cái clip thì con nước mắt chảy tuôn tuôn xuống rồi. Là cô thấy như con nít vậy khóc. Thấy chịu không được. Mà cô coi xong cái clip đó mà cô mệt từ sáng tới tối luôn, biết là mệt tim á. Nói chú như làm gì bữa nay làm gì mà mệt. Nghe cái tin của nghiệp là lo quá trời luôn. Ở nhiều khi nó có cái gì nó không cho con chú biết rồi. Nhất là cái đêm mà chung kết đó là không ngủ được. Bởi vì từ cái khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ đó. Nhưng mà cuối cùng là nó nhắn tin về nó an toàn và thành công rồi, lúc đó là nhẹ nhõm. Tiết mục đó rất là nguy hiểm. Nếu mà tới diễn là phải có như bảo hộ. Nhưng mà sau này á thì tụi nó rất là tự tin. Cuối cùng cũng là thành công rồi. Coi như là gỡ vai bôi cho con coi. Mà con xúc động quá, con coi con thấy mà vừa vui mừng mà vừa mệt. Tại cô có bệnh tim đó. Cô có bệnh tim đó. Mẹ cảm ơn.